Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày cuối năm 2021, dư luận xôn xao trước thông tin vụ hai cháu chết đuối thương tâm cùng bà nội mất tích xảy ra tại xã Đắc Năng, huyện Crông Nô, tỉnh Đắk Nông. Vụ mất tích này tưởng chừng như bình thường, nhưng thực chất lại là một vụ án mạng vô cùng phức tạp với những tình tiết lắt léo dần được hé lộ. Những ngày đầu tháng 12 năm 2021, dư luận xôn xao trước thông tin bà cháu biến mất một cách bí ẩn tại tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, vào sáng ngày 10 tháng 12, vợ chồng anh Thảo Xeo Tung, sinh năm 1995, và vợ chồng anh Thảo Xeo Sao, sinh năm 2000, em ruột anh Tung, cùng chú tại thôn Phú Lợi, đi làm dẫy, nên để các cháu Thùy Dung, con anh Tung, và cháu Thùy Dương, con anh Sao, ở nhà cho mẹ ruột là bà Vừa Thị Sáng, sinh năm 1964, chăm sóc giúp. Mãi đến chiều cùng ngày, sau khi anh Tung và anh Sao đi làm về, không thấy bà nội cùng hai cháu nhỏ đâu. Linh tính mách bảo có gì đó không ổn, vì trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Anh em Thảo Xeo Tung cùng Thảo Xeo Sao vô cùng hoảng sợ. Thấy sự việc bất thường, gia đình đã trình báo công an xã Đắk Năng vào cuộc tìm kiếm, nhưng trong ngày hôm đó không tìm kiếm được gì. Tính chất của vụ việc trên đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận. Nhiều người đã đặt ra giả thiết liệu có khi nào người bà chính là hung thủ ra tay sát hại cháu rồi bỏ trốn. Suy nghĩ này không phải là không có căn cứ, bởi trước đấy đã có nhiều vụ việc bà giết cháu xảy ra gây rúng động dư luận. 12 giờ 30 ngày 11 tháng 12 năm 2021, trên hồ nước ở thôn Phú Thịnh, xã Đắk Năng, người dân bất ngờ phát hiện ra thi thể hai cháu bé, Thùy Dung sinh năm 2018 và Thùy Dương sinh năm 2021. Cái chết của hai bé khiến gia đình cùng người dân nơi đây vô cùng đau lòng và xót xa vì tuổi đời của hai nạn nhân còn quá nhỏ. Đáng chú ý hơn, bà Sáng, bà nội của hai cháu nhỏ cũng không có mặt tại nhà. Lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tìm kiếm bà nhưng không tìm thấy. Liên tiếp những sự kiện bất thường xảy ra, những nghi hoặc về giả thiết bà giết cháu ngày càng lớn dần trong suy nghĩ của người ta lúc bấy giờ. Vậy, hướng điều tra về nguyên nhân cái chết của hai đứa cháu nhỏ đều dồn về người cuối cùng gặp hai cháu, đó là bà Vừa Thị Sáng, hiện đã mất tích. Được biết, chiều cùng ngày, bà Sáng mặc đồ truyền thống của đồng bào Mông rồi dẫn hai cháu đi chơi, nhưng đến chiều không về nhà. Rất nhiều mối lo ngại được đặt ra. Bà Sáng đã đi đâu? Trong quá trình giữ hai đứa cháu nội, liệu có chuyện gì xảy ra hay không? Bà Sáng có đang gặp nguy hiểm gì hay không? Qua làm việc với cơ quan điều tra, gia đình nạn nhân cho biết giữa bố mẹ hai cháu và bà nội trước đây đã từng xảy ra mâu thuẫn. Trong quá trình tìm kiếm tung tích bà Sáng, người dân phát hiện một sợi dây thừng nghi dùng để kết liễu cuộc đời mình tại một căn chòi cùng với ít đồ dùng cá nhân của bà Sáng. Đây là những vật chứng vô cùng quan trọng trong việc truy tìm bà Sáng. Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc trên, căn cứ vào tài liệu xác minh, hai cháu bé chết tại khu vực hồ nước là không thể do các cháu tự gây ra, có sự tác động bên ngoài, nên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, thông báo truy tìm đối với bà Vừa Thị Sáng. Hành trình truy tìm bà Vừa Thị Sáng, nghi phạm số 1 cho vụ việc trên, cuối cùng cũng có kết quả. Những tưởng công an đã tóm được hung thủ, nút thắt cuối cùng cũng được mở ra. Nhưng không, việc tìm ra bà Sáng lại làm vụ án thêm bí ẩn và khó hiểu. Ngày 7 tháng 1 năm 2022, tại một vườn điều trên địa bàn xã Đắk Năng, huyện Crông Nô, Đắk Nông, người dân bất ngờ phát hiện thi thể một người phụ nữ chết trong vườn điều đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nồng nặc. Đáng chú ý hơn, thi thể này mặc trang phục phụ nữ người Mông. Trên địa bàn thời gian qua, chỉ có duy nhất một trường hợp người dân mất tích, đó chính là bà Vừa Thị Sáng, nghi can chính trong vụ việc hai cháu nhỏ chết, hiện đang được công an truy tìm. Nhiều tình tiết trùng hợp đến kỳ lạ liên quan giữa hai vụ án. Thi thể mới được phát hiện cách nhà bà Sáng khoảng 10 km. Rất có thể thi thể mới phát hiện này chính là bà Sáng. Vụ án lại một lần nữa đi vào bế tắc khi nghi can chính của vụ việc được phát hiện đã tử vong. Liệu kẻ sát nhân thực sự trong vụ án này là ai? Tại sao lại ra tay tàn ác với cả ba bà cháu như vậy? Cho đến bây giờ, cơ quan điều tra vẫn dốc sức truy tìm danh tính của hung thủ, song còn quá nhiều những manh mối chưa được tháo gỡ, những tình tiết bất thường, khó giải thích lại càng tăng thêm màu sắc tâm linh bí ẩn. Có những vụ mất tích thật đáng sợ bởi không tìm ra câu trả lời. Tại Sài Gòn, người dân cũng chấn động bởi hai vụ mất tích mà hàng thập kỷ người dân vẫn không tìm ra. Vào ngày 21 tháng 2 năm 2012, chị Mai Hoa, sinh năm 1985, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, là vợ của anh Xuân, bất ngờ trình báo lên cơ quan chức năng là anh Tạ Ngọc Xuân, sinh năm 1979, quê Lâm Đồng, chồng của chị, bỗng dưng mất tích không rõ lý do. Trong trạng thái hoảng loạn, chị Hoa kể lại, lần cuối nhìn thấy chồng là vào sáng cùng ngày. Như thường lệ,
anh Tạ Ngọc Xuân, chồng chị làm việc tại xưởng vẽ tranh Cầu Vòng, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, vẫn đi làm từ sáng sớm. Nhưng ngày hôm đó, đến tối muộn, chị vẫn không thấy chồng quay trở về nhà, dù công việc khiến anh Xuân thường xuyên trở về muộn. Thế nhưng, ngày định mệnh đó, chị đợi mãi nhưng vẫn không chờ được chồng trở về. Dù liên tục gọi điện thoại, nhưng điện thoại của chồng lại không có tín hiệu. Lo lắng cho chồng, chị thức thâu đêm, những cuộc gọi triền miên vẫn được chị kiên trì gọi vào máy chồng. Dường như sự kiên nhẫn của chị được đền đáp, khi vào lúc 2 giờ sáng ngày 22 tháng 2, chị gọi vào số máy của anh Xuân thì thấy đầu dây bên kia đổ chuông. Nhưng chưa kịp vui mừng thì nội dung của điện thoại với chồng khiến chị không khỏi suy sụp. Lúc nghe thấy giọng của chồng, chị vội vàng hỏi anh đang ở đâu. Nhưng lúc này, giọng anh Xuân vang lên đứt quãng, đầy mơ hồ, mê man. Anh đây vợ yêu, anh bị người ta bỏ bùa và đang chạy trên đường An Thới Đông, quận 12, gần nhà anh Tư Đô, bạn thân của anh Xuân. Vừa nói dứt câu, điện thoại đầu bên kia đã bị cúp máy. Quá hoang mang và chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, chị Hoa liên tục gọi lại cho chồng, nhưng tất cả đều rơi vào tình trạng không thể liên lạc được. Thời điểm chị nghe giọng của chồng trong điện thoại giống như đang đi ngoài đường lại càng khiến chị hoảng loạn hơn. Chị Hoa vội vã gọi cho người bạn của anh Xuân tên Tư Đô. Thế nhưng khi liên lạc với người bạn mà anh Xuân nói trong điện thoại, chị Hoa một lần nữa như chết lặng khi người này cũng không hề biết tung tích chồng mình. Người bạn này sau đó cũng đã đi tìm anh Xuân tại nơi mà anh nói qua điện thoại, nhưng tất cả đều vô vọng. Một đêm không ngủ, chị Hoa vẫn không từ bỏ liên lạc với chồng. Chị liên tục gọi điện thoại và một lần nữa điện thoại của anh Xuân liên lạc được. Vội vàng nghe máy nhưng chưa kịp hỏi điều gì, chị Hoa đã nghe thấy đầu dây bên kia vang lên những tiếng thì thào không rõ của anh Xuân. Anh đây, anh này em yêu. Nhưng chưa nói dứt câu, điện thoại của anh Xuân chỉ còn lại những tiếng tút 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 nối dài. Tiếp tục gọi lại, đầu dây bên kia cũng chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Và lúc này là 5 giờ sáng ngày 22 tháng 2, kể từ cuộc gọi cuối cùng đó, chị Hoa hoàn toàn mất liên lạc với chồng. Ngày sau sự mất tích đầy bí ẩn của chồng, chị đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Nhưng dường như mọi điều tra đều không có kết quả, vẫn không có bất kỳ một tung tích nào của anh Xuân. Giữa sự vô vọng, hoảng loạn bao trùm, chị Hoa vẫn không từ bỏ việc tìm chồng. Chị bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những gì trong cuộc sống của vợ chồng trong hơn một năm qua, về những khả năng mà anh Xuân có thể bỏ nhà ra đi. Nhưng dù suy nghĩ nát óc, chị cũng không nghĩ có một lý do nào khiến anh Xuân phải làm như vậy. Chị và anh Xuân đã lấy nhau được hơn một năm nay. Giữa hai vợ chồng không có gì bất hòa, cuộc sống vợ chồng yên bình trôi qua mỗi ngày khi anh Xuân vẫn đi sớm, chiều về tại xưởng vẽ tranh Cầu Vọng, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Còn chị công tác ở phòng nhân sự của một công ty tại huyện Nhà Bè. Công việc của hai vợ chồng đều tạm ổn định và đủ trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Và từ lời hàng xóm chị được biết, ngày anh Xuân mất tích, buổi sáng hôm ấy, khi anh Xuân đi ra khỏi nhà vào khoảng 9 giờ, cũng không mang theo vali hay đồ đạc như để đi xa. Cùng với đó, toàn bộ tài sản trong nhà của hai vợ chồng vẫn còn nguyên vẹn. Với tất cả những điều đó, sự mất tích bí ẩn của anh Xuân càng khiến chị nghi ngờ. Chị gần như hoảng loạn tột độ, ngày nào cũng mòn mỏi tìm chồng, nhưng tất cả đều vô vọng. Ngay sau khi xác định anh Xuân mất tích, chị Hoa liền báo cho người thân và cơ quan chức năng để vào cuộc tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không có kết quả. Sự mất tích kỳ bí của anh Xuân khiến gia đình nghi ngờ có ai đó đã bỏ bùa mê thuốc lú rồi dẫn anh đi. Thế nhưng tất cả cũng chỉ là suy đoán, họ cũng không biết người đưa anh Xuân đi vào đêm ấy có mục đích gì. Bởi một thời gian sau khi anh Xuân mất tích, cũng chẳng ai liên lạc để tống tiền và cũng chẳng ai hay biết anh Xuân đang ở đâu và ra sao. Còn về chuyện tình cảm, cuộc sống vợ chồng, theo chị Hoa, anh Xuân và chị sống với nhau rất hạnh phúc, hoàn toàn không có chuyện xích mích, mâu thuẫn để đến mức anh Xuân phải dựng vở kịch bị bỏ bùa rồi bỏ nhà ra đi. Sự mất tích đầy bí ẩn và kỳ bí của anh Xuân khiến chị Hoa gần như tuyệt vọng. Loanh quanh khoảng một thời gian, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn xảy ra một vụ mất tích bí ẩn khác. Ba người cho tới bây giờ vẫn bắt vô âm tín, bao gồm hai mẹ con cậu bé 4 tuổi và một người phụ nữ hàng xóm ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Người mẹ là chị Phương, sinh năm 1984, cháu Thơ, sinh năm 2007 và người hàng xóm tên Ung. Thoạt nghe, nhiều người có thể nhanh chóng nhận định đây là một vụ giận chồng ôm con bỏ đi. Tuy nhiên, việc người hàng xóm thân thiết với gia đình cũng mất tích khiến anh Kiên, sinh năm 1972, chồng chị Phương, hoang mang rối bời, không biết phải suy luận theo hướng nào. Anh Kiên nhớ lại, ngày vợ con mất tích, vào khoảng buổi chiều, anh có nói với vợ là mình đến trường mầm non gần nhà để đón con, tức cháu Thơ. Tuy nhiên, vì chưa đến giờ đón bé, nên anh Kiên mang xe gắn máy đến tiệm sửa xe, tranh thủ sửa vài thứ. Khi đang ngồi tại tiệm sửa xe, chờ lấy xe, anh có nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ. Tuy nhiên lúc này, anh không nghe máy vì thấy số điện thoại lạ, nên cho là ai đó chọc ghẹo.
nhưng điện thoại liên tục reo, anh đành phải nghe máy. Thế nhưng đầu dây bên kia lại là vợ mình và chị Phương có nói rằng để mình đi đón con. Mặc dù trước đó anh Kiên đã bảo rằng anh đi đón, nhưng vợ anh vẫn liên tục nài nỉ để mình đến đón con và lấy lý do là có chuyện đi gần trường nên tiện đón con luôn. Nghe thấy vợ nói như vậy, anh Kiên cũng không nghi ngờ và đồng ý. Sửa xe xong, anh đi về nhà mà không qua trường mầm non đón con nữa. Tuy nhiên khi về nhà, ngồi chờ mãi đến tối không thấy vợ con về. Gọi lại theo số máy mà vợ mình lúc chiều gọi đến thì thấy máy đã tắt. Anh tiếp tục gọi điện vào số máy vợ vẫn thường dùng, nhưng điện thoại đổ chuông lại không có ai nghe máy. Và đến 20 giờ 20 phút cùng ngày thì số máy của vợ vẫn thường dùng đã không liên lạc được nữa. Vợ con mãi không thấy về, anh Kiên vô cùng lo lắng vội vã đến trường mầm non nơi con trai anh theo học để tìm hiểu. Thì cô giáo cho biết vào buổi chiều chính vợ anh đã đến đón cho bé. Tuy nhiên thông tin sau đó mà cô giáo cung cấp khiến anh không khỏi lo lắng khi vợ anh đến đón con, đi cùng còn có một người phụ nữ khác. Lo sợ vợ con gặp nguy hiểm khi đi với người lạ, anh Kiên đi khắp những nơi quen biết mà mẹ con chị Phương có khả năng tìm đến, nhưng tất cả đều vô vọng. Tìm kiếm vợ con đến nửa đêm nhưng vẫn bật vô âm tín, anh Kiên quay về nhà. Tuy nhiên, khi đang suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra, anh phát hiện số lượng lớn tài sản trong nhà gồm một xe máy, tay ga cùng số tiền 90 triệu đồng mà anh cất giấu cùng nhiều giấy tờ tùy thân của chị Phương đều đã biến mất. Điều này càng làm cho anh hoang mang hơn. Khi còn chưa kịp suy nghĩ tại sao vừa lại ôm con, ôm tài sản bỏ đi, anh Kiên lại tiếp tục được hàng xóm cho biết rằng mỗi khi anh đi làm vắng nhà, người phụ nữ này thường xuyên qua lại. Bất chợt anh nhớ lại, có lần anh về nhà có gặp người phụ nữ lạ trong nhà, nhưng anh cũng chỉ nghĩ hàng xóm đến chơi đơn thuần mà thôi. Trước sự mất tích bí ẩn của vợ, con và nhiều tài sản có giá trị trong nhà, cùng với đó là mối quan hệ bí ẩn của vợ cùng với người phụ nữ hàng xóm, anh Kiên gần như tuyệt vọng và phải nhờ sự can thiệp của cơ quan chức năng. Điều mà anh lo lắng nhất là bé Thơ, con trai anh. Anh không dám tưởng tượng được bé sẽ sống với mẹ mình cùng người lạ như thế nào. Tất cả khiến anh như phát điên. Nhưng rồi khi bình tĩnh suy nghĩ lại, anh Kiên cho rằng cuộc sống kinh tế của gia đình anh cũng thuộc vào loại kha khá tại địa phương. Hạnh phúc gia đình vốn êm ấm nhiều năm qua, giữa hai vợ chồng cũng không xảy ra chuyện bất thường hay mâu thuẫn. Thế nhưng khi con trai mất tích cùng vợ anh thì anh mới hay mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đặc biệt khi nhớ lại cuộc nói chuyện với hàng xóm trước đây, mọi người cũng đã từng bóng gió khuyên anh về chuyện cứ mãi làm ăn để vợ ở nhà quá rảnh rỗi. Tuy nhiên gia đình anh vẫn hạnh phúc, êm ấm, không có gì bất thường. Nên sau cuộc điện thoại ấy, anh không hề nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Cơ quan chức năng vẫn nỗ lực để điều tra về sự mất tích bí ẩn của vợ và con trai. Nhưng về phần anh Kiên, có lẽ anh vẫn đang chìm trong hoang mang, bối rối, đi tìm câu trả lời tại sao vợ lại ôm con bỏ đi, không lời giải thích. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký kênh để nhận thông báo về những video mới nhất. Xin kính chào và hẹn gặp lại!